Ăn co nghĩa là kinh đô, thung nghĩa là lớn, thành phố lớn. Tại đây kinh đô lớn. Kinh đô như thì nói hôm qua vậy đó, chiều ngang nó 3 cây số, chiều dài 3 cây số. Hồi xưa tập trung sống hơn 1 triệu người trong kinh đô này. Bây giờ di chuyển qua đây là hai cái quần thể này nó cách nhau bao xa? Con 2 cây số ạ. Đường chim bay á, đang nói đường chim bay. Chim bay hay chim bay 2 bước. Còn đường chim bộ. Chim bộ bộ anh nói. Đây dịch vụ mướn giọng nè ha, dịch vụ mướn giọng. Buồn buồn ở đây á, người yêu bỏ đó, mướn giọng 4 buổi sáng hết chiều gì. Bỏ tiền mà 7 đô vô ngủ chứ chạy cảnh quá hả? Mình xong ăn, dân địa phương tôi vô đây tôi nghỉ ngơi ở trong ngoài nóng quá đúng không? Vậy hả? Chạy chiều nè, chiều cái khu bờ kè nè, đông lắm. Ăn uống đây nhiều lắm. Ăn uống ngồi uống lắm. Tôi nấu cơm với nước dân địa phương á, đem ăn đây ngồi ăn. Cài bạc ra. Đó, nhìn xa xa thấy cổng thành đang có thơm đó, xa xa mặt ngoài nè, đó cổng đó, nhỏ nhỏ cái cửa đó, nó mùi thấy có thơm đó. Đi xung quanh không có cái hồ nước nữa. Ông bao ông chặn lại đó. Thì ông vua thứ 7 lên ngôi bắt đầu vào năm 1181, lúc đó thì khu vực này 5177 bị quân chiêm thành á, trăm ba nó chiếm mà. Nè đây mấy cây cửa bự nhiều lắm. Cây là mấy trăm năm hồi xưa thì sót lại á. Thì quân trăm ba đó chiếm khu vực này 4 năm. Năm 1177 bị chiếm rồi. Tàn phá đốt tùm lum hết trơn á. Tới năm 1181 thì ông vua thứ 7 lên ngôi, ông đánh chiếm là được khu vực này vào năm 1181 là cái trận chiến cuối cùng, là trận nào trên biển hồ. Thì mỗi năm người Campuchia làm cái lễ đua ghe ngôi đó để tưởng nhớ cái trận chiến đó. Trận chiến đó thì mỗi năm người làm lại tưởng nhớ thôi. Hồi xưa họ đua ghe, họ chém giết nhau. Sau này cái 2 năm trước vào cái tháng 3, tháng 4, cái tháng mùa nước cạn biển hồ, người ta phát hiện cái xác ghe nằm dưới biển hồ, cái đem lên dài 52 mét, ghê không? Dài 52 mét là nó chìm dưới đó. Đó chứ bạn cái cổng thành đó, hồi xưa nó có xe, chỉ có cái xe này mới vô được thôi. Mà lái xe này phải chạy cho chổi nha, yếu là phải bể 2 chiếc hậu, không biết đường nó đụng á. Hồi xưa người ta làm cho voi đi, phải cho người đi đâu. Giờ xe vô. Hồi nãy mình vô mình thấy bức hồ điêu mà thì nói là câu chuyện phải biển sửa đó, một bên năm bốn thiện rồi bốn ác đó. Thì cái ông vua thứ 7 này á, ông không phải mà chạm nữa mà ông làm cái tượng thật luôn nè, tượng hai bên nè, đó bên là năm bốn thiện rồi bốn ác. Bên coi bên tay trái mình là thằng thiện nè, bên tay phải thằng ác đó, ôm thằng ngắn này ra phải biển sửa đó. Đó, xung quanh hồ nước nè. Chiều ngang 3 cây số, dài 3 số, kinh đô lớn nè, đó thiện đây, ác ở đây. Ôm thằng ngắn luôn. Giờ vô cổng chính nè. Ở xưa quân xiêm tấn công đâu có vô đâu, bao giờ hết 1 năm 5 tháng cái cổng nó không, cổng nó mạnh lắm, cổng hướng đông yếu, mình đánh cái cổng hướng đông là thua. Để vô là có tài canh nè, có hỏi ông tài về Việt Nam bởi 2 kiếm luôn, không quen, bây giờ canh vừa đủ luôn rồi, không quen rồi chị. Đó, giờ mình vô kinh đô lớn nha, ở đây xưa hơn 1 triệu người sống đó nè. Khi mà quân xiêm tràn vô đó, ông mở cửa cái thành cho tất cả người dân tràn hết, không ai sống ngoài, đóng cửa lại, chịu chặn hết 1 năm mấy, 1 năm 5 tháng đó. Mà lãng quên mấy trăm năm hết cây, cây nó sắp thực, sắp gió rồi. Đời này có 5 cổng lên trên. Khi mình gặp hết qua cái đống tự 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 may mắn đó. Chân là đi, chân là đi, chỉ đi, chân là đi, chỉ đi. Lần cũng được. Người hai con nhiều mà.